Thung lũng Silicon 40 triệu đô của thành phố Hồ Chí Minh chính thức đóng cửa sau nhiều năm hoang lạnh. Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã quyết định chấm dứt hoạt động của dự án công viên Sài Gòn Silicon hay còn được ví là thung lũng Silicon do bị bỏ hoang nhiều năm không hoàn thiện dự án. Theo như quyết định số 238/QĐ-KNNC được trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Thi ký, nội dung sẽ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư xây dựng và phát triển khu công viên Sài Gòn Silicon. Dự án công viên Sài Gòn Silicon do ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2015 và điều chỉnh lần 1 ngày 24 tháng 11 năm 2016. Theo đó, lý do chấm dứt hoạt động được căn cứ theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 48 luật đầu tư năm 2020 với nội dung cụ thể như sau. Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 47 của luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động. Dự án đầu tư này sẽ chính thức ngừng hoạt động từ ngày 28 tháng 6 năm 2024 và các nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án cũng như thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật. Dự án Công viên Sài Gòn Silicon do Công ty Cổ phần Công viên Sài Gòn Silicon làm chủ đầu tư động thổ xây dựng vào tháng 8 năm 2016 trên diện tích 52 ha với tổng vốn đầu tư thời điểm đó ở vào khoảng 40 triệu đô, tương đương 860 tỷ đồng. Theo như kế hoạch, dự án này sẽ xây dựng theo mô hình thung lũng Silicon của Hoa Kỳ. Dự án sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị thông minh, sẵn sàng đáp ứng được cơ sở hạ tầng và nhiều tiện ích thu hút nhiều ông lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao đến đầu tư. Mặc dù vậy, sau khi được bàn giao đất vào ngày 6 tháng 1 năm 2016, các nhà đầu tư triển khai khá chậm và không đáp ứng được tiến độ như cam kết ban đầu. Mặc dù ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh luôn hỗ trợ và thúc đẩy, yêu cầu rà soát và xử lý những vấn đề còn tồn đọng, nhưng từ năm 2019 đến nay, dự án vẫn dậm chân tại chỗ, không có bất cứ công nhân nào làm việc tại công trường, các đơn vị thi công cũng dừng xây dựng. Theo kết luận thanh tra số 118/SK/HDT/TTS vào ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố với hàng loạt sai phạm của nhà đầu tư như không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chưa góp đủ vốn đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ, không thu hút được các doanh nghiệp từ Silicon Valley Hoa Kỳ về đầu tư, chưa xây dựng được hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin theo tiến độ. Việc dự án chậm triển khai dù được bàn giao đất từ năm 2016 khiến 52 ha đất bị bỏ hoang phí giữa bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang hạn hẹp dần quỹ đất để thu hút các dự án của các tập đoàn công nghệ cao có nhu cầu muốn rót vốn thật sự. Dự án Sài Gòn Silicon do Công ty Cổ phần Sài Gòn Silicon làm chủ đầu tư, đây được xem là sản phẩm của quá trình xúc tiến đầu tư thúc đẩy hợp tác giữa hai thành phố kết nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vịnh San Francisco, nơi tọa lạc thung lũng Silicon, cũng là nơi quy tụ nhiều công ty hàng đầu thế giới của Mỹ về công nghệ đột phá và sáng tạo như Apple, Facebook, Google, Netflix.